Còn Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui hộp máy đo huyết áp Omron mã là HEM7143T1 ha. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng thì mình sẽ được bảo hành 5 năm và rất là bền ha. Đây là giá niêm yết của hãng 1.240.000 cô chú ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên trong chức năng nó có những gì nha. Bộ nhớ thì sẽ được là 30 lần nhớ nè, sử dụng đơn giản và kiểm tra tim đập không đều, cử động khi đo, dòng quấn đúng tư thế hay không. Rồi mình sẽ cùng phối hợp nha. Thì ngày xưa là mình sẽ có bảo hành bằng giấy, nhưng mà sau này là sẽ bảo hành điện tử. Ví dụ giống như mình mua một cái điện thoại thì mình sẽ quét cái mã vạch, mình vào Zalo á, phần mềm Zalo mình quét cái mã vạch để mình cập nhật bảo hành ha. Rồi bây giờ bên trong máy thì mình có những gì cô chú xem ha. Mình sẽ có một cái thân máy như thế này, rồi một cái vòng quấn ha, một cái túi vải, hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Và bên cạnh đó mình sẽ có đi kèm là một bộ pin 4 viên là pin khô ha. Sau này hết pin thì mình mua pin tốt, thì 4 viên pin khô á, nó tầm khoảng 5-60 ngàn. Còn nếu mà như cô chú mình không có mua được pin tốt thì mình mua pin thường, thì mình nên chú ý kiểm tra pin thường xuyên, hoặc là nếu xài thì phải lấy pin ra luôn để không chảy pin, mình sẽ được sử dụng rất là lâu. Còn nếu mà như pin khô á, mình có thể để trong đây luôn cả cả năm nó cũng không chảy pin cô chú ha. Rồi đây là cái mẫu máy đo huyết áp 7143T1. Rồi thì cả nhà mình thấy ở đây mình có cái hiển thị huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp đập bao nhiêu lần trong một phút. Mình sẽ có thêm một cái chức năng là kết nối điện thoại ha, mở Bluetooth và mình cài cái phần mềm về. Thì Hoàng Sơn có hướng dẫn một cái video hướng dẫn cách sử dụng rất là chi tiết rồi, cô chú mình có thể xem lại video và hướng dẫn cách sử dụng máy đo huyết áp Omron, kết nối điện thoại, hoặc là cô chú có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe để biết thêm thông tin chi tiết. Hôm nay mình chỉ xem cận cảnh một cái máy này thôi. Đây, nếu mà như mình mở ra thì mình sẽ có một chỗ để 40 pin 2A nha. Nếu mà pin tốt mình để luôn, còn pin rẻ tiền thì nên kiểm tra 1-2 tháng mình nên kiểm tra, nếu đo lâu ít xài thì nên bỏ ra luôn. Rồi bên trái mình là cái chỗ để mình cắm cái vòng quấn ha. Bên trên thì nó có chữ DC 6V, tức là nếu mà như cô chú anh chị mình á mà ở quê mà không có xài pin, mình có thể mua cái cục biến điện đó, nó không phải là cục sạc nha, mình cắm vào xài thay pin. Và cái cục đó thì tầm khoảng 200 ngàn nếu hàng chính hãng. Cô chú mình đừng có mua hàng mấy chục ngàn nha, cắm vào là hư hãng sẽ không có bảo hành đó. Cô chú thấy đây là cái vòng quấn ha. Rồi mình sẽ cắm cái vòng quấn vào bên tay phải. Rồi khi đo và tắt một nút giữa, công tắc 30 giây tự tắt ha. Và mình bấm vào đây để mình có thể xem lại bộ nhớ. Rồi cô chú ha, bộ nhớ được 30 lần thì lần thứ 31, lần xa nhất nó sẽ tự mất đi. Rồi cô chú mình có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe để biết thêm cách sử dụng cái máy đo huyết áp Omron, cách lựa chọn, cách khắc phục lỗi tại nhà và một số thiết bị y tế khác nha. Rồi, chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.